Thì Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung có bài chia sẻ tiếp theo vấn đề về chúng ta làm cách nào, nhận biết thế nào để chúng ta gặp được may mắn và xua đuổi đi những cái xấu, cái khí xấu. Thì cái này là cũng cần phải là hết sức gọi là để cần biết. Chúng ta có những người đi trên một cái đoàn xe thì có thể là lật xe mà chết dung, hay là những cái gì mà chúng ta phải có cái cảm giác. Bắt đầu thầy nói thí dụ bây giờ một trong một cái ngày chúng ta, cái này là thầy, đối với thầy thì đã rất kinh nghiệm vấn đề này, thầy chia sẻ ha, thì không biết tất cả mọi người có để ý hay không, thầy để chia sẻ, hay là đây là cái theo như thầy nghĩ là tất cả ai cũng có cái trực giác này hết ha. Thì nếu mà ai có trực giác như vậy thì cũng nên cho thầy, nói cho thầy biết, comment ở dưới để thầy biết, thầy biết cách để chia sẻ. Thì theo như thầy, một tháng, trong những một tháng, một tuần, thì thí dụ như thầy nói, chúng ta mà cảm thấy con người nó bực bội, nó bức rứt, hay là nó buồn, cái buồn giống như không biết có cái chuyện gì nó buồn, nó có chuyện buồn, thì chắc chắn là cái nghiệp mình nó sắp sửa gọi là có một cái tai nạn, hay là một cái cuộc ấu đả, hay có sự thị phi, hay chúng ta vướng vào cái tranh chấp, hay có sự đổ máu nếu mà nặng ha. Thì đối với người tùy theo cái vận mạng mỗi người, đối với người cái trên khuôn mặt người ta có phúc hậu, phúc khí, nhân từ nhiều thì người ta có thể là vướng vấn đề vào thị phi thôi. Còn đối với những người mà khuôn mặt mà sắc khí đằng đằng thì là chúng ta là phải có cái chuyện gọi là rất là xấu ha. Thì mấy người mà thí dụ như là vào cái giống như những người mà vào vấn đề mà đỏ đen đó ha, cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta thí dụ những người mà giết mổ heo, gà, vịt, những người mà trong đá gà đó ha, mỗi ngày giống như là lấy con thú ra để tiêu khiển mà giết nhau ha, thì trong đó những xác kết của những con gà đó ha, nó theo nó cũng ghê gớm lắm ha. Nó theo là bắt đầu nó cũng vô cái tâm của mình ha, có cái tính gọi là nó hơi gọi là tâm nó ác độc đó ha. Đó. Thì những người ta nói sống trong cái môi trường nào thì đương nhiên mình nhận cái trường khí đó, cái trường khí đó là nó chửi với nhau ha, nó đấu đá với nhau, nó hơn với thua với nhau, nó sát phạt với nhau. Là những cái người mà phần âm thì nơi đó nó cũng thích, nó cũng bu lại đó, nó xúi dục, thì những cái người vô đó mà thường chơi bắt đầu là sai máu ha, nó xúi vô có bao nhiêu tiền là chơi hết, chừng nào mà sạch túi tiền thì về. Có những người mà lâu năm thì nó có kinh nghiệm, có những người mà mang linh phù theo ha, thường thường mấy người cũng mang linh phù theo để tỉnh dậy, là lúc khi nào nó có những sư phụ dạy ăn, có những ông thầy dạy kêu giờ cờ bạc đánh bao nhiêu ván, ăn rồi nghỉ rồi đi về ha, có người tư vấn ha. Còn những cái người mà ta nói là cờ bạc giết mà nó mê muội, nó ngu si đó ha. Nói đây thì nó cũng chạm nhiều, thì thường mà cờ bạc vô con ma cờ bạc đó nó khiến con người mình nó ghê gớm lắm ha, nó xúi dục mình, chừng nào mình gọi là mình cháy túi rồi xong mình mượn nợ mà không còn ai cho nữa thì mình mới chịu về đó. Thầy Trung đã cũng rồi, xong khi mình về rồi mình ngẫm nghĩ là lúc đó tại sao mình ngu mình say mê vậy, thì đã lao vào cuộc chơi là chúng ta thì nó bị những cái con ma đó nó trấn áp như vậy. Tại vì cả cái trường khí đó, ngoài những cái người mà dương khí đã là âm trì rồi ha, sát phạt rồi những cái người phần âm đó, nó đứng xung quanh đó, nó xúi vô nữa đó, thì rất là ghê gớm, chúng ta nên tránh đó. Và thầy trở lại vấn đề mà khi mà cái vấn đề mà có sự xui dấu hiệu thì nói về cái đó là cái nói về cái trực giác ha, cái trực giác của chúng ta về cái suy nghĩ chúng ta tự nhiên ngồi vậy nè, không có chuyện gì hết, cũng không buồn về tiền bạc, cũng không bực mình chuyện gì, mà tự nhiên cảm người thấy nó bồn chồn, nó lo lắng thì trước sau gì mình cũng sẽ có chuyện, nhất là nội bộ trong người thân ha. Người thân thí dụ như mà nặng thì có thể là cái người thân mất còn nhẹ thì là có chuyện còn con người mà cảm thấy nó không được vui đó là bản thân mình đó, là sắp sửa gặp kiếp nạn,
Nhớ điều này thầy Trung nói rất là chính xác, không thể nào sai được. Mình phải có thời gian, mình phải suy nghĩ. Có những người làm có cái công việc mà đầu tắt mặt tối đó, làm hoài bắt đầu là mình sẽ bị mất cái cảm giác đi. Thì chúng ta thường thường tại vì sao mà có cái môn ngồi thiền để là cái tâm mình nó rỗng. Tâm mình nó rỗng thì đương nhiên cái trực giác mình mới cảm nhận được cái luồng, cái từ khí nó sắp sửa mình đi tới. Đó là mình gặp cái vấn đề đó, nó báo trước. Thường thường cái con người mình nó hay lắm, giống như thầy nói bão, ha trời bão, ha trời sóng thần hay gì đó, thì đương nhiên chúng ta thấy những con vật nó cũng bắt đầu nó di cư, hay nó có dị tượng. Đó, thì con người mình nó sắp sửa nó có cái chuyện bình xuôi tới thì đương nhiên mình cũng có cảm giác trực giác như vậy đó. Thì âm thanh này tuy rằng nó cũng buổi tối nhưng mà có tiếng chó nó sủa ha. Thì ở gần đây con chó nó cũng bị, nó bị khùng ha, nó bị khùng đó, nó cũng sủa ma sủa quỷ gì á, nó sủa không không gì đó. Đó, không ai, nó như con chó nó sủa như vậy á. Cái này là cũng là hàng xóm ha, nó sủa mấy con chó gì là gọi ta nó sủa ma đó, nó không thấy ai nó cũng sủa vậy đó, đó là ma quỷ đó. Đó rồi thầy trả lại vấn đề ha, là cái vấn đề đó là thầy nói vấn đề đó là xui ha, là chúng ta phải cẩn thận nha. Tại vì thường thường thầy nói nó cái không may trước xong rồi chúng thầy nói về cái may mắn sau đó. Thì đối về cái đi đêm ha, chúng ta đi đêm nhất là đi xe cộ hoa ban đêm thì chúng ta đừng bao giờ trong cái miệng mà cái đầu óc chúng ta suy nghĩ một cái điểm gỡ, nhất là những gì đêm phản độ 10 giờ đổ đi là giờ tỵ. À, cuối giờ tỵ đầu giờ tí của ngày mới thì bắt đầu nó về gọi là nó cực âm. Khi mà chúng ta suy nghĩ thường thường chúng ta chạy bình thường thôi mà chúng ta tự nhiên suy nghĩ có cảm giác này nọ là bắt đầu là ma quỷ nó hay lắm, nó trực giác mình suy nghĩ là nó có này. Bởi thường thường thầy cam đoan chúng ta thí dụ đang đi đêm về hai đứa đi bình thường nói chuyện không có cái gì hết nhưng mà tự nhiên nói tới ma là tự nhiên nó xuất hiện. Là thí dụ chúng ta không thấy đi, có những người ta thấy, người cái tầng nhẹ bóng dưới tần số thì thấy được. Con người mình nó thấy được cái tần số dài cỡ nào thôi ha, cái tần số mình nó còn dài dữ lắm, mình không thấy được hết. Giống như tia hồng ngoại, tia tử ngoại đó là đương như tia ít, mình đâu có thấy được đó. Nhưng mà dùng máy móc giúp được, sau này có thể là 10 năm, 20 năm hay 100 năm sau đó, thì chúng ta là máy móc chúng ta, cái tần số mà chúng ta đọc phân giải cao là chắc chắn là chúng ta chụp có thể là thấy ma được là bình thường, là không có chuyện gì ha. Sau này có thể là qua cái dần chính này có thể thiết kế được những cái cặp mắt kính ha. Chúng ta vừa coi vừa này nọ, con mắt ta có thể là siêu âm dưới lòng đất, chúng ta nhìn dưới xuyên qua cây xuyên này nọ. Bây giờ chúng ta thực cái ống dòm ta nhìn xuyên qua quần áo còn không mặt không thấy thấy đồ thấy quần nữa là được rồi ha. Thì đương nhiên khoa học sẽ bắt đầu là có thể là phát minh tới vấn đề đó, tần số thấy xa hơn, thấy nhiều hơn đó, là thấy được ma đó. Thì trở lại cái vấn đề mà gọi là ma quỷ ha, chúng ta đừng có nhắc tới nó. Mà những người mà nhất mà cái mạng mình nó yếu, mạng mình nó yếu thì nó dễ bị gọi là nó theo nó quậy nó phá, chúng ta càng sợ thì nó càng nhát. Bởi cái tâm của chúng ta là phải vững. Thì trong cái môn kinh dịch nó có những cái chữ mà để trừ tà, càng nguyên trinh hạnh. Thì chúng ta cái càng là chúng ta lúc nào cũng phải là con người phải giữ vững lòng tin ha. Nguyên là sao, là cái lòng gọi là nó trong trắng ha, sạch sẽ ha. Chữ trinh hạnh là chúng ta không biết rồi đó. Thì cái hạnh là cái đức mình đó, là đương nhiên quỷ ma nó không có sợ đó. Cái trong mà cái câu kinh của kinh dịch đó, để lại là càng nguyên trinh hạnh, lúc nào cũng giữ vững lòng chân chính thì không có ma quỷ nào, cả cái tiểu nhân nó cũng không ấy nữa. Giống như con người mình làm một cái việc gì đúng thì đương nhiên không có sợ ma quỷ, mình cũng không sợ nữa. Cái những cái tiểu nhân hay những người không sợ, cái người mình làm bậy là tự nhiên mình sợ. Ví dụ như thầy nói, ví dụ mình thiếu nợ thì đương nhiên mình đi đường mình sợ, ta đòi nợ thì mình phải sợ thôi. Nó là cái gì đó cũng vậy, mình làm bậy thì đương nhiên là mình sợ bị công an bắt, ví dụ thầy nói vậy đó. Còn thì mình làm những cái việc thiện thì đương nhiên là mình không có sợ, là không sợ nói gì đâu. Rồi thầy trở lại cái vấn đề mà nói về cái vấn đề mà có trực giác ăn. Còn ngoài cái trực giác lên là cái hình tướng. Nếu mà hình tướng chúng ta, thí dụ như chúng ta đang mập mạp, pháp pháp, tự nhiên chúng ta không biết sụt cân, ta kén ăn, biếng ăn, chúng ta ốm, thần sắc chúng ta nó hơi bị nám đen. Đó là cái biểu hiện sắp sửa là hao tài, tốn của.
còn ngay cái điên thọ chỗ này mà có vạch trắng là coi chừng trong nhà gia đạo có tang. Còn ai mà chỗ này nó nám đen là bản thân có bệnh bị ung thư. Thì bây giờ coi đi ha, chỗ này mà nó nám nè, nó nám mà đen, đen mà đen xanh luôn á, đó, là thời kỳ cuối luôn á, thầy nói cho trước đó, là biểu hiện của cái bệnh. Đó, nếu mà nhẹ đó, thì còn lại được, thì chúng ta nên khám chỗ đó đi ha. Ê, thấy chỗ này á, là biểu hiện là chúng ta phải 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 đi khám á, về cái sức khỏe. Còn á, thầy bây giờ nói để làm sao mà chúng ta gặp được may mắn, mà gặp giàu sang, gặp may mắn thì như thế này. Thì á, từ trong cái đạo, á, từ trong cái đạo nào cũng vậy, dạy con người ta. Mình muốn được giàu sang, mình muốn được đó là phát tài, gặp may mắn, thì mình phải sửa cái mình. Sửa mình là sao? Sửa về đức tính, đó là nhân lễ nghĩa trí tính. Thí dụ thầy nói con người mình không có cái lễ. Thí dụ mình gặp cái người lớn tuổi ha, mình đi tới đâu thì mình phải cúi đầu, mình chào, mình thưa, mình hỏi, mình tiếp chuyện, mình niềm nở. Mình trong giao tiếp, cái giao tiếp nó rất là quan trọng. Đó là đương nhiên trong giao tiếp mình niềm nở, cái tâm mình nó vui thì đương mình truyền được cái khí tình cảm đến cho cái người đối phương, thì được người ta nhận được cái tình cảm đó, người ta mới cảm lòng được. Chứ mình cái mặt mình như nó hãm tài ha, hầm hầm hừ hừ đi giống như tới muốn ăn tươi nuốt sống người ta đó. Thì đương nhiên người ta thấy sợ là ta bỏ chạy mất dép rồi đó. Thì chúng ta thường thường á, thì chỉ cái này ha, chúng ta tới tiếp xúc với người nào mà chúng ta đứng gần mà cảm thấy chúng ta bất an, và chúng ta cảm thấy mình nó hơi nó sợ, ví dụ như cái linh khí mình nó cũng rất là có nhưng mà mình nó yếu hơn, cái mình sợ thấy cái người này sao sát khí nhiều quá, mặt nó quằn quại quá, mặt ném nám đen nám đỏ, con mắt thì nó đỏ ngầu, con mắt đỏ như máu đó, là người đó cực kỳ ác đó nha, thầy nói trước đó, giết người đó, nó mắt mà nó lờ đờ giống như một giống như say rượu mà đỏ ngầu đó, nó là mắt giết người. Còn mấy cái người mà bình thường không có gì mà làm đồ tể đó, giết trâu giết bò giết ngựa giết heo đó, con mắt cũng vậy đó, đứng trạng lên như thế, đứng là ngó trên trời không đó. Thầy cũng đã tiếp xúc với người mà gọi là đầu tể hết rồi ha, là đều bị khùng bị thần kinh hết, làm có ăn có tiền trước mắt vậy nhưng mà rốt cuộc là tiền đi đâu hết, nhưng mà sau này cái nghiệp thì mình sẽ mang đó, là đối với cái nghề sát sanh đó. Đó nhưng mà thầy tiếp xúc rồi đó, tại sao phải làm nghề thôi bỏ đi đó. Thì cái người đó trả lời là bây giờ không giết trâu giết bò biết nghề gì, bây giờ làm biết kiếm tiền. Nó người ta trả lời như vậy đó. Còn đối với cái người mà cờ bạc đánh đề, tôi đâu có muốn đâu, tôi chỉ muốn đi kiếm thêm thôi, tại vì tôi muốn khổ quá nhờ cãi đánh kiếm thêm thôi, chứ tôi đâu có thích, tôi đâu có ghiền. Họ bào chữa bất kể cái gì, họ cũng cái nghề bào chữa, cái sai họ bào chữa hết, họ bào chữa tôi không có ghiền. Thí dụ như thầy nói nhậu đi, thầy bạn bè rủ lâu lâu gặp vui lần, chứ không tôi đâu có ham ăn ham nhậu đâu, nhiều người ham ăn nhậu đâu có chịu đó. Rồi thầy trở lại cái vấn đề mà cái chúng ta muốn được mà cái may mắn thì chúng ta phải nhận được cái trường khí của vấn đề cái mùi tiền bạc. Thầy nói về tiền bạc ha, để cho những người mà để kiếm tiền ha, thì đương nhiên chúng ta những cái người giàu có thì đương nhiên chúng ta khó kiếm lắm, khó kiếm, khó tiếp xúc mà khó gần lắm, không được ngồi chung nữa, khó ngồi chung nữa. Mình ngồi chung người ta khi người ta cũng đi xa nữa đó. Tại vì thầy cũng tiếp xúc những cái người mà quý nhân rất nhiều á, người ta cũng tâm sự đó. Thầy cũng đây là thầy chia sẻ để mọi người biết làm sao mà để tiếp xúc được những người quý nhân, người tốt. Thứ nhất là sửa mình muốn tốt, thì nói hồi nãy đó là vấn đề mà về cái lễ rồi. Thứ hai là mình sống phải có nghĩa, thì những cái người mà quyền quý là ta phải có chọn cái người phải có nghĩa, phải có cái tâm đó. Rồi thứ hai là có uy tín nữa, nói là phải giữ lời, gọi là phải nhân lễ nghĩa trí tín đó. Mà thường thường những cái người đó là thường ta giữ cái đạo đức là hàng đầu á, ta coi có tốt không, tại vì cái nghề này của thầy xem mà nó thầy chỉ đây để chúng ta sau này chúng ta tìm việc, chúng ta tìm việc mà xong chúng ta thường thường á, tôi muốn xin được một việc á thì có làm sao chúng ta nói vậy, chúng ta cũng không cần nói láo đâu. Tại vì những cái người mà cái mặt người ta có ăn học, người ta cao lên, người ta quyền chức ta cao á,
đó, thì người ta nhìn ta biết, thì thà có làm sao mình nói vậy, người ta thương thì người ta nhận, người ta không thương thì mình đi hết duyên thì mình đi chỗ khác, thì mình xin vậy thôi. Nhưng mà phải sống thật cái bản tâm của mình, nó mình phải tốt với người ta, mình đừng có giàu mình sống mình đi đâu mình cứ nghĩ là mình lợi dụng người ta ha, đó là cái tánh xấu. Mà tánh xấu thì như vậy á, thì bây giờ cho mình khôn khéo trong lời ăn tiếng nói tướng của mình á, nó bị nó sang, nó lấn át đi, nhưng mà rồi công việc nó vậy, người ta mốt người ta làm lại ta biết cái tánh nó cũng lòi ra, thì đương nhiên rồi người ta cũng cho mình nghỉ việc, người ta cũng không chơi với mình. Đối với một người bạn hay đối với một người sếp hay đối với người nhỏ hơn mình nó cũng vậy nữa đó. Thì những cái người á, mà trong họ có cái tâm tốt đó, thì lúc nào á, trong cái con người họ họ tỏa ra cái hào quang. Tại thường cái hào quang này thường như mình không có thấy được cái khí, thì chúng ta thấy cái mình ngồi á, mình gặp những cái người mà thì nó hung dữ, thì tự nhiên mình thấy mình sợ, nhìn mắt nó dòm vô con mắt nó, lúc nào ta nói sát khí đằng đằng, thì tự nhiên là mình phải sợ, nó là như vậy. Nó còn người hiền thì sao, nó tỏ ra cái hào quang gọi là hiền từ, thì đương nhiên chúng ta phải tới gần liền, ta cảm giác nó không có chổi, nó không có chổi, nó không có chổi. Đó là chúng ta gọi họ ngồi xuống họ tâm sự, họ mới kể chuyện ra, họ này nọ họ mới thích. Đó, thường thường chúng ta thấy cái người mà thương, hai cái người mà nó hợp với nhau thì duyên, cái tâm mình với cái tâm người kia nó hợp duyên với nhau là sao, nó giống nhau thì nó hợp nhau. Còn thí dụ cái người này mà thí dụ người ta đàm đạo đi, thầy nói đi, cái người này thích ăn nhậu mà vô bàn cái chuyện gọi là bóng đá là nó đã chổi hồi, nó là đánh lộn với nhau nó đừng nói. Còn cái người này nói chuyện chính trị thì ông này thì không thích nó cũng chổi. Thì cái con người mà con người này nói chuyện vấn đề là tu hành, cái người này nói chuyện gọi là chuyện ác. Người ta nói có đức có sức mà ăn à, có những người ta nói ngược lại cái câu nghe nó cũng khó nghe, nó nghe nó hơi tục tĩu mà nó dơ dáy nữa. À, có đức mà gọi là nó hốt cái gì đó mà ăn đó không, nó bậy đó, như thầy cũng không nói ra, khi nói ra thì đương nhiên nó cũng nghe nó mất vệ sinh quá đó. Hai cái trường phái nó nghịch với nhau liền. Thì thường thường mà chúng ta mà gặp được những cái người mà cái phúc đức của họ cao ha, thì đa số thầy thấy là họ là 60 tuổi rồi bắt đầu là họ buông bỏ, 50 bắt đầu họ đã buông bỏ rồi. Họ không cần tiền nữa, đối với tiền họ là họ họ cũng như là cái kiếp trước họ họ nhiều, ta nói là họ họ đã thiện rồi đó. Thì cái tuổi đó đầu cái là họ đã, tại vì mấy cái người mà cái căn họ cái nghiệp họ nhẹ đó, là giống như một cái tờ giấy á, thì nó chuyển là nó dễ lắm. Còn những cái người mà giống như mà nhiễm cái ác nặng quá rồi á, nó không không cải tạo được, có thể là 5 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp sau nó phải sửa từ từ, nó mới rửa sạch giống như dòng sông mà nó ô nhiễm vậy. Còn đối với những cái người mà nước sạch nó ô nhiễm sơ thì người ta nói cuộc đời người ta đầu thai lên bao nhiêu kiếp là người ta cũng trở về vấn đề gọi là cái căn thiện của người ta. Ví dụ người ta hồi xưa người ta giống như người ta nói là cái kiếp trước thì nó cũng là coi cũng còn cái mang cái nghiệp nhưng mà nó nhẹ, nó chưa đủ, nó chưa đủ thôi. Giờ nó trả tới đó là ví dụ đó hết rồi đó, là họ chỉ hưởng thụ là họ sống vui vẻ về cái tâm hồn đó. Thì trong cái giai đoạn này vận chính ha, bắt đầu nó sáng tỏ hết thì bắt đầu nó qua tới cái vận vận một trở lại ha, nó thuộc chữ thủy, là con người chúng ta sống vấn đề gì gì là trí ha, thủy nó là nước, là trí ha, là con người ta có suy ngẫm ha, suy ngẫm là người ta sống vấn đề sau này á, cái phần tâm linh đó, chủ nghĩa duy tâm bắt đầu đó, nó sẽ sống trở lại, chủ nghĩa duy vật bắt đầu nó sẽ mờ đi đó. Khoa học càng phát triển đó, là con người ta nó có giới hạn, đi ra ngoài vũ trụ đi tìm gọi là những cái hành tinh để sống, chúng ta đi hoài đi hoài đi hoài mà không tới, nhầm người cả tỷ năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng mình phương tiện vậy sao mình đi nổi, thì đó không thể nào thấy, tại vì cái tần số của mình là không thấy được xa, con mắt mình nó chỉ là thấy nó thấy gần thôi, đôi lúc cái con mắt của mình nó còn thua những thầy nói cũng còn thua những cái con chó hay con mèo mung đó, con chó mực là nó thấy ma mình không thấy được, người thường khi đâu không thấy được, con mèo mung hay những con chim hay con chim bồ câu hay con cá coi nó cũng là nó là cái vật mà để là nó cũng nó về phong thủy nó tốt là nó cũng thấy được cái phần âm cái sát khí. Bởi những cái nhà nào mà cá coi mà nuôi không được là nhà đã âm khí rất là nặng. Nói thì chúng ta thấy tại sao mà những cái vùng đất mà nó quá nặng, nó quá âm khí đi, cái vùng đất mà gọi là chết á,
sống không bệnh tật đau yếu thì cũng nghèo mà. Đó, người ta phải dùng con ngỗng để người ta gì? Để kêu quét nó đi, quét tà. Hoặc chôn trứng ngỗng, chôn trứng ngỗng cho đất nó sống lên. Đó, thầy cũng không phải nói về cái này, trứng ngỗng. Những cái người thầy thì người ta hay dùng, tôi thấy ta dùng là trứng ngỗng, dùng những cái linh phù cát để người ta làm cho đất sống. Tại cái cục đất cũ, thầy nói, ý thầy nói bắt đầu, tại sao cục đất mới nó tốt đất cũ? Cục đất mới thì nó sạch hơn cục đất cũ. Cái cục đất cũ là qua nhiều đời, nhiều kiếp, nó rất là dơ dái. Chúng ta ví dụ giết heo, giết bò, giết trâu, chôn người, làm những cái việc, nói chung là cái nó khí rất là xấu. Nó tồn tại từ cái đời này qua đời kia, 5.000 năm, 10.000 năm, nói chung hàng nhiều năm, cái cục đất đó, cái thổ đó, thì đương nhiên nó dơ, là coi cái đầu từng cái cục đất nó sẽ chết, đất nó chết. Đó. Có việc cái cục đất là nuôi con không có được, chúng ta đẻ bao nhiêu, bệnh hoạn chết hết, đó là vậy. Hoặc là những cái cục đất đó sao, cục đất đó sao, nó bị thối tiền, chúng ở nhiêu tiền bạc ăn hết không có được cái gì. Bởi mới có cái môn phong thủy, ta tìm cái vùng đất để dưỡng tài, người ta phát triển, ta mới đi, nó mới sản sinh ra cái môn gọi là phong thủy là như vậy đó. Tìm cục đất cho nó tốt. Cục đất thì đương nhiên nó phải, cái dòng nước nó chảy, ví dụ chúng ta dòng nước giống dòng sông Cửu Long nó 9 ngọn, bây giờ đắp hết nó còn có 7 ngọn, nó cũng đâu có còn đâu. Thời buổi thay đổi, con người thay đổi, dòng sông nó cũng thay đổi cái chiều nước chảy nữa. Đất hôm nay nó sinh khí, ngày mai nó đậu, ấy giống như trường 20 năm này khí ở đây nó chảy ở kia. Nó cũng luân chuyển chứ không có tồn tại mãi mãi. Giống như chúng ta thường thường tìm cái mộ mã chúng ta chôn để chúng ta phát liền, là ví dụ như là phát liền. Có những người ở chôn là phát ba chi, còn ví dụ ta chôn đại, hên thì nó cũng sao, hên thì nó cũng phát, không hên thì nó nghèo. Nhưng mà nó nghèo một đời, hai đời, đời tới đời thứ ba thì đương nhiên cái dòng trường sinh nó đáo lại thì nó vẫn giàu lên, nó cũng vậy à. Đó, nhưng mà thí dụ người ta chọn mình muốn hưởng liền, còn khi đợi lâu quá tới đời mình nó còn không, tới đời con rồi cháu ba đời nó nghèo tới ba đời đó. Hôm nay cái này coi chừng nó hồi nó cái mic nó bị mất, nó mất tiếng nữa đó. Thì hôm nay cái những cái bài thầy cũng chia sẻ ha, đó thì khi thầy nhớ tới đâu đó thì thầy cài tới đó, rồi làm lúc ra thì nó cũng cái đề tài nó hơi cũng mênh mông ha. Thì hôm nay thì thầy làm những cái clip cũng nhiều người xem cũng đông vui ha. Thì dòng người thì xích thêm tử vi thì phải có ngày tháng, thì giống như tử vi là cái môn này nó xác định là lúc khi mình sinh ra là lúc mình chết đi, là nói về cái cuộc đời của mình thôi. Cái môn tử vi nói về cá tính, tính cách, cuộc đời của mình, vợ con, cha mẹ, anh em, sự nghiệp, mình sanh ra hoàn cảnh đó là mình, là cái môn tử vi nó chỉ giải thích như vậy thôi, chứ coi thằng này số mấy vợ, chừng nào giàu, phúc đức có hưởng hay không, con cái có nhờ hay là báo, vợ tốt hay vợ xấu, vợ dữ hay là vợ hiền, là con này có chồng có mê trai không, gái nó có mê gái không, số này có bị gái bồn của không, hay số có bị phù phép không. Là mỗi người nó có cái số hết, là không sai được. Ăn trộm ăn cướp cũng là một cái số sinh ra. Cái nói là về tử vi nha. Đó, tại hồi thôi thì qua cái vấn đề khác là tại sao là con người mình đó là cái số mình phải ăn trộm cướp. Đó là theo đó qua thì dạy thêm là cái phần tiền kiếp và hậu kiếp nữa, nó mới ra là cái vấn đề mà gọi là thì nói đến ra mình là tại sao là tin trộm cướp. Những người làm tú bà, những ngày làm ma cô, giết gà, giết vịt, hãm hiếp, những đủ thứ chuyện hết. Rồi con người mình có nhiều cái chết. Tại sao nhầm người nói cái chết? Những môn đạo thì môn khác làm như nói cái chết. Con người chết vì thắt cổ, con người vì thắt tự giận, dao găm, súng bắn, chết vì sông nước, điện giật, cây đè, thú cắn. Nó nhiều, phỏng lửa, phỏng gì nó nhiều. Đó là tai nạn xe cộ, không toàn thây, hay là những người bị tai biến vì máu huyết. Nó là như vậy, nó đã có sắp sẵn hết. Mà thường thì người ta nói con người mình không phải là do cái ngày tháng năm sinh mà mình cứ nghĩ là sinh ngày tốt, nhưng mà từ cái ngày tháng năm sinh nó ấn định được là cái thời khắc, cái vũ trụ này
nó thí dụ như thầy nói mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, 24 tiết khí, thượng trung hạ nó có hết ha. Thí dụ 7 ngày là có thượng trung hạ, cứ 7 ngày nó thay đổi bài thôi, thay đổi ha, nó là như vậy. Thì đương nhiên mình sanh ra cái thời điểm đó, thí dụ thầy nói thằng này kiếp trước nè ha, nó làm những cái chuyện mà gọi là không biết là cái việc ác gì, thì nó phải vô cái cửa này, nó đứng sắp hàng đó. Thí dụ thầy nói vậy, tới đầu thai thì có cái người ta nói hết rồi, tới nghiệp nó đi đầu thai để nó trả, thì nó tới cái thời khắc đó thì nó đạp xuống cho nó đầu thai. Lúc đó mình dưới đây thì những người mang thai đẻ ra, thì ngay cái giờ đó là cái ông Hy Thần Đòn, là tại vì ông không có nói về cái phần đó, thì đạo nó dụ như đạo Phật hay đạo kia thì người ta giải thích là nói vậy, thì nó có như vậy mới tái kiếp đó. Có những người cứ đứng đó, trời ơi ai cũng bằng tuổi tôi á, sao nó làm kỹ sư nó giàu quá vậy, còn mình sao nghèo rớt mình tơi nè. Cái câu này là đa số thầy nói là những cái người mà đi làm mà đã khổ sở rồi bắt đầu là suy nghĩ tại người sao người ta giàu có, trời ơi, nhỏ này sao nó có chồng nó thương quá trời, nó giống như gọi là mèo hũ mỡ, nó cưng như trứng. Còn nói trời ơi nó là sao nó có chồng đại gia nó hưởng, còn này sao tao tối ngày nó rượu chè be bét, nó đánh vợ cờ bạc, nó bỏ bê vợ con. Đó cũng là một kiếp người, cũng là một con người sinh ra, tại sao vậy đó. Đó thì đó là cái thầy nói là cái nguyên nhân. Còn cái môn tử vi đó, thầy giải thích rõ là chỉ giải vấn đề là hiện tại thôi, cái kiếp này sinh ra số anh là như vậy đó. Chứ nhầm người cái nói cái này số nọ, tại mình làm biếng không có biết nỗ lực. Có những người nỗ lực rất là giỏi ha, thông minh thì cũng không nổi, nói gì cũng không phải thông minh, thông minh thì nó không ai bằng ha, tính thì cũng không ai bằng tính. Có những người tính mà mình thấy mà mình sợ luôn, tính quá mà thành quá tính không được, mà cuộc đời vẫn nghèo. Con người mình nó nghèo với cái giàu là nó như thế này. Thí dụ thầy nói với hai người, thì thí dụ một cái là nó hai người cùng đi làm một công nhân với nhau thôi đó. Cái anh này lãnh lương cũng, thí dụ thầy nói 10 triệu, cái anh này cũng 10 triệu, nhưng mà cái anh này thì nó có dư tiền, còn anh này thì nó vừa đủ xài, còn khi thiếu nợ mắc nợ nữa đó. Cái đồng tiền mình kiếm được chia nhau, nhưng mà cái mai rủi của mỗi người khác nhau đó. Thì nó chỉ cho một cái sức khỏe mình không tốt, vợ con mình bệnh không này nọ, là nó chi phối vô một cái là mình cũng rất là khổ rồi. Thầy nói vậy đó, hai đứa cùng sinh một cùng ngày giờ, đã lá số nó còn khác nhau nữa. Thì thường thường một đứa sinh đôi lúc nào cá tính nó cũng gọi là đối nghịch nhau. Anh đây bên thái tế thì anh kia phải tế vá, anh này bên đây lý tưởng đàng hoàng, anh kia thì phe nó chống đối, đi nghịch lại nó sẽ bất mãn. Thằng này làm liều thì thằng kia thì nó hay suy nghĩ lại, nó đắn đo. Nó là như vậy đó. Bởi đứa con này thì tâm thiện, con kia thì nó tâm ác, tại nó nghịch. Mà anh của đứa này là ở đây, còn cái đối diện của nó là thằng em. Thằng anh là nằm ở cung mạnh, mà thằng em thì nó nằm ở cung thiên di. Thì chúng ta thấy những cái người á, thí dụ thầy nói cách mà thái tế tế phá là hai cái trường phái nó đối nhau, tàn môn bạch hổ nó đối nhau. Nó tàn hổ đối nhau, tăng môn thì là người sao lúc nào cái mặt nó buồn giống như đứa đám. Còn thằng bạch mổ lúc nào con mắt thì ta nói hả, nó lanh lợi lúc nào nó cũng gọi là song pha, nó không biết sợ là gì. Còn thằng thằng môn lúc nào thì nó cũng sợ, cái gì nó cũng sợ hết, cái gì nó cũng lo hết. Còn thằng kia không biết gì sợ, cứ hùng hục mà tiến tới, có chết nó cũng đi, nó như vậy. Nó có những người ở nhà thì tử tế đàng hoàng, ra ngoài thì giang hồ lãng tử, ăn trộm cướp ăn cắp nữa, dù là cái người con nhà tử tế. Nó là vậy đó, cung thiên di đó. Nhầm người ở nhà thì hung dữ quậy, đánh lộn, ăn hiếp trong nhà, ra ngoài thì giống như con thỏ đế, thì nó thấy người ta thì không dám ho. Thầy nói vậy đó, nó là cái câu mà thực tự nó ra ngoài đi, những người ở vùng này thì đang vậy đó, còn đi ra vùng khác làm sao? Nó ngồi cúm giống như con rùa, nó không ăn lạnh. Còn những người ở trong nhà thì hiền như con đất, mà ra ngoài không biết làm đại ca nào không hay. Nó là như vậy. Rồi thầy Trung cũng chia sẻ tới đây thôi ha. Thầy nó cũng hơi nhiều. Nhưng mà đây là cũng có những cái để giải trí với chuyện đời cho nó vui. Đời và đạo không? Đạo và đời thì nó cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta muốn được cái mà
anh giờ thì nó khổ trước đi ha, giờ hôm nay mình nói cái chuyện mà tu tâm tu này này nhiều quá, nhầm người người ta cũng không thích nữa. Bây giờ năm nay kinh tế đang đói khổ, làm sao mà để mình có tiền là được, nhưng mà đã cuối năm nay vẫn tám thì nó khổ thôi, chúng ta ráng chịu đựng ha, cái khổ là nó khổ chung. Thì đối với người giàu thì người ta thí dụ như người ta còn chết, mình cứ nghĩ đi, người ta một cái xí nghiệp công ty mà lãi suất lên lên cao quá thì người ta không có trả lãi nổi, ngân hàng không có giải ngân nên người ta gọi là cắt giảm, chứ không phải là người ta không làm ăn, giống như làm ăn làm mà nó lỗ thì làm cái gì, nên người ta mới cắt giảm thôi, mình không có ăn việc làm thì mình cũng khổ theo. Nó là do kinh tế thị trường thời cuộc nó đã thay đổi, nó biến động từ vận tám qua vận chín, nó rung chuyển, nó giao hòa, nó trời đất mà nó giao hòa hai mà giống như giáp với nước vậy đó ha, thì nó có sự khác. Nói rồi thì nói là cái vấn đề là chúng ta muốn tốt gặp được cái nguyên nhân mà người ta giúp đỡ mình, tại vì cái người đó tại sao, cái người mà quý nhân mà được người ta giúp đỡ thì cái người đó phải có một cái cá tính cực kỳ tốt đó. Dù người cao còn kia người là hạ, người ta nghĩa là giàu có sang mà chơi với cái người nghèo, thì người ta có một cái đức tính cũng cực kỳ là tốt đó, người ta mới dám là kết kết giao. Thì chúng ta phải sửa, phải sống, phải có nhân lễ nghĩa chí tín, là chúng ta phải tốt, chúng ta đàng hoàng, chúng ta phải cởi mở, chúng ta phải lấy phép. Thí dụ thầy nói mình muốn học cái gì, thí dụ mình muốn học cái gì thì mình phải hạ xuống, mình không biết thì mình mới hỏi người ta. Thí dụ mình biết rồi mình tự cao thì mình học được cái gì, mình không học được cái gì hết. Bởi thường thường những anh hùng mà tại sao mà khi mà người ta lên cái đỉnh cao á, người ta cô đơn tại vì không còn đối thủ nữa, rồi tự nhiên người ta buồn chán, ta đi ở ẩn. Còn mấy người hơn thua là sao, cấp mình nó còn thấp, thì cấp mình nó còn thấp thì mình phải học hỏi. Rồi lúc những người mà còn mà sân si mà còn hơn người, muốn hơn người kia thì đương nhiên nó làm mình cấp độ mình rất còn thấp, cấp độ người ta cao nữa là giống như sao, đỉnh cao rồi là mình đã cô đơn. Ở trong phim Hồng Kông chúng ta coi đó, hai người đấu võ với nhau rồi, ở trên giang hồ này không còn ai nữa thì đương nhiên sao, họ cô độc, họ rất là buồn, không còn ai để nói nữa hết, nó là như vậy đó. Rồi thì chung cũng thôi, cũng xin chào ha, chúc tất cả mọi người hôm nay thầy làm cái clip này nó hơi là trong cái buổi tối, âm thanh thì nó cũng không có được tốt ha, tiếng chó thì nó cũng nhiều, chắc là con chó này nó sủa ma à, tại vì lúc thầy cũng nói về ma quỷ nó chắc nó cũng thấy ma quỷ, chắc nó cũng nó nghe đó ha, thì chúng thầy nói vậy chứ là ma quỷ nó cũng nghe hết đó đó. Thì thầy nói những cái người thầy kể luôn ha, để thầy kể thêm một cái vấn đề mà cái vụ con ma ha, thì thầy kể những cái người á mà mới học á, mới học mà làm cái nghề thầy pháp á, cái thầy pháp ví dụ chúng ta học linh phù bùa chú ha, thì bắt đầu là ma quỷ nó ghét dữ lắm, nó ghét bắt đầu nó quýnh, tối ngủ là nó đè, thứ hai nữa là nó bóp cổ, thứ ba nữa là nó dí chạy, mà những cái người mới học đó sao đánh không có lợi, sợ dữ lắm. Còn những người mà học mà chán nản thì sẽ bị bỏ nghề, tại vì ma đè ma dữ lắm mà nó ghét, tại vì lúc đó võ công mình nó còn yếu thì chưa làm được gì đó, không làm được gì nó thì đương nhiên nó làm sao, nó sẽ quýnh mình, tại trong đó nó còn những con chúa chùm nữa, là mấy con ma nhỏ thôi, cấp thấp thôi, còn mấy con ma lớn nó ghê lắm, nó ma lớn lắm, nó khi nó bóp cổ mình, nó giở chân mình, hỏng chân, nó đưa lên trời luôn, đó mình đi ngoài đường nó khi nó chặn chân cho mình té nữa, là như vậy là có thiệt ha. Ví dụ chúng ta đi bình thường vậy đó, mà tự nhiên chúng ta mà nó dắp ta té, chúng ta nghĩ là không cẩn thận, nhưng là ma quỷ nó ngồi nó ghẹo mình, nó làm cho mình té ngã đó, không phải đâu. Giống đi xe cộ cũng vậy, đi xe cộ ngoài đường á, lúc mà chứ 10 giờ vắng á, chúng ta phải chạy hết sức cẩn thận ha. Đó, chúng ta không cẩn thận là nó làm ma nó xô à, thì những cái dốc cầu á, thường mà chết nó xô hoài á, là nó có cái nôi, thường thường chúng ta phải dựng cái miếu hay này nọ, giống thầy nói á, ở ngay chỗ cái chúng ta biết cái đường mà Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, mà ngay chỗ cái Nhị Tỳ á, hình như ở Trần Phú mà khúc mà ngay chỗ xôi cái chỗ cái tiệm mà xôi 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 đêm, kêu là xôi xôi ma hay xôi gì đó, xôi xôi gì đó, xôi nghĩa địa xôi gì đó, thì ngay chỗ nhà tang lễ đó, ngay chỗ bên đây là xét nghiệm pháp y, còn bên kia là chỗ cái hình như là nhà mai táng An Bình hay gì đó,
cháu Thường Phú á, chỗ đó thì nói chung là nó dơ dáy về vấn đề cái khí á, khí nó âm dữ lắm. Âm vấn đề là cái đường nó ẩm thấp là một, và thứ hai hai bên đó nó hôi dữ lắm, tại cái nơi đó là cái chỗ nhà xác, là chỗ người ta gọi là mai táng mà miễn phí nữa, kiểu như mấy người không có nhà đó ta mai táng tại đó, âm khí ghê gớm lắm. Mà chỗ đó có một cái chỗ bán xôi đêm nữa. Nhưng mà có những người vẫn ăn ha. Thì thầy kể một câu chuyện, thì có một người đi làm thì cũng ở bên, thì chúng ta biết ở đường Nguyễn Trãi thì đương nhiên nó có những cái ở bên đó thì chợ, thì những cái năm mà thí dụ thầy nói những cái năm mà 2000 lẻ mấy đó ha, 2000 lẻ mấy đó. Đó thì chúng ta thấy bên đó là buôn bán quần áo rất là được ha. Thời điểm nó quần áo rất là thịnh vượng ha, thịnh vượng dữ lắm. À, bắt đầu cái đi đêm á, cô đó cô kể lại ha. Cái này kể lại ha, thầy xem rồi những câu chuyện kể. Thì có đi tới ngay chỗ cái gì đó, đang chạy xe như vậy á, tự nhiên một có một cái luồng khí bóng đen nó bay vô họng, từ đó là về bắt đầu là bệnh và cảm luôn ha. Mà có một cái luồng nó xô xe, nó xô xe giống như là mà cái giống như cái người này cũng giống như ông bà độ hay có gì á, cổ cái xe nó đảo giật lại cái tỉnh dậy chạy tiếp, đó là do xô xe ha. Thì bởi chúng ta đi xe là chúng ta phải ít nhất là chúng ta thì theo xưa người ta cũng phải dán cái linh phù, bởi một cái chiếc xe á, chiếc xe thì đương nhiên á, tại sao nó có những chiếc xe mà chúng ta chạy nó xui nó hư hoài, nó bị xe đụng xe cán hoài là nó có nha, cái này chúng ta phải tin nha, cái này là những người tài xế thì chúng ta làm thì chúng ta biết rồi. Tại thí dụ thầy nói cái xe thì nó cán chết người, nó đụng người không gì, mà tại sao chiếc xe mới của mình mà nó cũng vẫn bị, là thầy nhớ thứ một là một mình không có về mình rửa xe, mình tắm xe, thường thường tắm xe thí dụ chúng ta giống như ta dùng ta cũng như là ta tẩy uế đó ha, làm phép ta dán cái xe linh phù lên chạy nó an toàn, còn chúng ta cứ đem về chúng ta chạy đại thì vô tình giống như thầy nói những cái con ma mà nó chết về vấn đề mà nó đua xe đó ha, nó thấy chiếc xe mình nó đẹp quá, nó thấy chiếc xe mình đẹp quá bắt đầu nó muốn lấy hoặc nó xúi với mình, nó làm cho nó càng ngày chiếc xe nó càng thích, mình không dán mình không tẩy uế mình làm bắt đầu xe nó bắt đầu từ từ âm khí nó nặng, âm khí nó nặng thì đương nhiên sao, thì đương nhiên ma quỷ nó phái lắm, nó theo là nó xô xe cho mình té. Đó là cái chuyện này là có thật ha. Nó thì làm cái nghề này thì một ngày thầy không biết bao nhiêu người, thì đương nhiên bao nhiêu người ta tiếp xúc ta kể cho thầy nghe cái câu chuyện đó, ta nói giống là biết bao nhiêu đó, là cái chuyện thiệt của người ta, ta mới kể ra thôi đó. Mình không đụng xe tự khác nó cũng đâu có tông vô mình nữa, thầy nói gì đó, chạy mình rất an toàn kỹ lưỡng, mình chạy an toàn là chỉ 50 thôi ha, còn cái người khác đang chạy xe như tự nhiên xe kia nó tông hả, nó tông mình à, chứ không phải là mình tông ta nữa. Nó thầy nói như vậy đó. Thì thường thường ngày xưa thì chúng ta đã biết ông bà rồi, cái mạng mình nó yếu quá đó, rồi người thầy người ta cho mình một cái gọi là gì, cái túi thơm mình bỏ vô cái mạng mình đó. Chúng ta cũng coi phim là đúng, phim Trung Quốc đó, thì mình nói như vậy đó, là nó hát có bài bản có sách vở, nó đúng ăn chứ không phải giống như Việt Nam mình là hay nhạo ăn, đem cái la bàn phong thủy ra rồi quay quay giống như mà cái mà phim mà hồi xưa có Minh Nhí đóng đó, nó nhạo người ta đó, đó. Không có đâu, bên phim Trung Quốc nó hát rất là đúng, rất là sách vở đàng hoàng đó, trong cái lời nói, chứ không phải Việt Nam mình cứ vừa đọc rồi vừa hài vừa nhạo người ta là không có. Việt Nam mình có cái tính đó, đó là hay cười chê hay nhạo người ta lắm đó. Cái đó là cái nét văn hóa của người Việt Nam mình rồi ha. Cái đó là nó ăn vào máu huyết từ con ông cháu cha này. Thì cái này nó đi suốt đời đó, nó cũng khó bỏ được lắm, tại vì cái nét văn hóa của Việt Nam mình là thích nhạo, là chế nhạo đó, là tranh vui đó. Trong bóng đá thì nó cũng vậy đó. Rồi thì chúng ta phải đi xe, chúng ta đi thì dùng người mạng yếu quá đó, thì phần âm nó thể nó phá khi chúng ta, thì chúng ta có những người ta đeo cái đinh phù vô. Hồi xưa là đem năm cái chủng, thí dụ như những đứa nít ha, hồi xưa thì đem cái gọi là cái cọng dây mà ngũ sắc đó ha, kim mộc thủy hỏa thổ đó ha, một năm phải đeo một lần. Nít nó khó nuôi á, người ta cắt, ta cắt xong rồi bắt đầu cái người ta sang năm, bắt đầu cái hết năm người ta thay một cái dây mới, một cái dây mới để cho nó không có ma quỷ nó hết. À, rồi thầy sẵn đây thầy kể dần về con nít. Con nít á, tại sao mà con nít nó thấy ma? Con nít nó thấy ma nha, nó trong còn cái hạn mà thí dụ như từ 1 tuổi tới 3 tuổi, nhất mà nó còn trong dựng cử nữa, thấy ma đó cả giờ là rõ ha. Đó, thầy có một đứa nhỏ hồi xưa thầy cũng
À thầy cũng có một cái đứa mà nó sinh năm đó thầy đi á, đi về quê đó ha, đó, một đứa bé thầy kể nữa, nó ngủ tự nhiên ban đêm văng mùng lên 8 giờ thôi ngủ mà nó khóc thét, nó không chịu nó khóc. Nó khóc mà ta nói giống như là giống như ai mà có giả vô mặt nó vậy ha. Nó khóc thét mà khóc một cách kỳ lạ, nó không phải khóc bình thường. Nó khóc một cái gì đó rồi mình không chịu nổi mà không thể nào dỗ được. Rồi thầy phải tức tốc, thầy phải chở cho nó đi về Sài Gòn. Mà trong đi ra cái con đường đó mà hồi xưa thì con nít chúng ta ẵm lên vai thì cái mặt nó quay làm sao mà nó xạo, nó la nó hét nó khóc. Mà cái đường nó khoảng 1 cây số rồi ra một cái đường lớn đường nhựa là nó hết khóc, là về tới nhà nó ngủ ngon luôn. Nhưng mà cái con đường đó thì nói rằng hồi xưa nó là cái gì, nó là cái dãy tiền hiền, nó là cái nghĩa địa. Hồi xưa thì mấy ông Việt Cộng đó ha, chết thì chôn cái dãy đó, hồi xưa chôn dựa bờ đó ha. Rồi khoảng năm 80, thầy nhớ hình như năm 80 là ta lấy cốt hết ha, những cái mã vẫn còn. Thì hồi xưa nó giống như nó là cái nghĩa trang đi, xưa nghĩa địa nó chết chôn đại vậy đó. Đó thì tối thường thường là con nít nó thấy ma, mà ma thì nó có nhiều dạng, nhầm người con ma nó ghẹo, nhầm con ma nó đánh, nó không cho. Cũng như con nít nó thường thường thấy được nó là mất chỗ ngủ của nó, là nó ghét nó đuổi đi. Đó, thì mình thì không có thấy được, nhưng mà con nít là tại sao, cái tâm hồn nó trong sáng, nó không có suy nghĩ gì hết, cái trong cái tâm nó rất là sạch, thì đương nhiên nó con mắt nó thấy rõ. Giống như con nít mới đẻ ra nó cũng có thể mình thả nó, có thể là nó cũng nổi trên mặt nước ha, là khoa học đã chứng minh rồi. Thì con nít mới vừa sanh ra nó cũng thấy ma, con nít mới vừa đẻ chúng ta thấy không, nó chúng ta người lạ vô là bắt đầu là nó biết, thì nó nhận ra, nó dòm được người nào người tốt người xấu, người nào tâm ma tâm quỷ nó biết. Nó không biết, thí dụ mình nhớ nè, nhầm đứa anh thấy người này tự nhiên mặt nó khóc, nhầm người kia anh thấy tự nhiên nó cười. Đó là nó con nít nó biết, giống như con chó con cũng vậy, chó mực. Đó, chúng ta đem vô cái nhà mà chúng ta thấy mà tự nhiên nó không chịu ở, đứng lăn cẳng mà nó ở nó bò ra không, là nhà nó cũng tà khí rất là nặng. Nó tà khí rất là nặng, tại vì con chó con là sao, chó con ma quỷ nó thấy sợ lắm. Hồi xưa mấy ông thầy Lỗ Bang đó, nó đi mà ẵm chó con theo nó cũng rất là sợ ha, đánh lộn đó, mấy ma quỷ nó sợ chó con lắm. Nó là như vậy đó, nó bởi chó con được, nó thấy được ma đó, mà khi trong khi mà ma nó âm khí nhiều quá làm con chó nó chịu không nổi, nó mới bỏ đi. Con nít nó khóc cũng vậy, ẵm con nít mà vô chúng ta thấy nó cười thôi là cái nhà nó sinh khí, còn ẵm vô nhà mà nó khóc à, nó khóc mà thí dụ như nó khóc nhỏ ha, nó khóc bực bội là nó còn đỡ, còn mà nó khóc thét là quỷ là nó không cho ha, nó đánh đó, nó đánh nó đuổi đi đó, nó khóc thét. Còn thí dụ nó khóc mà nhẹ nhẹ nó cằn nhằn này là nó ghẹo đó. Thì những cái người ngồi thiền chúng ta bây giờ, những cái người mà ngồi thiền để chúng ta được, ta cảm nhận được cái được cái từ trường bên ngoài là cái tâm chúng ta phải buông bỏ đó. Thầy có đạo thì cái môn thiền đó nói mình phải buông bỏ hết cái tâm, mình rỗng, mình không có suy nghĩ, mình không buồn lo gì hết, là mình cái cảm nhận được. Còn cái con nít làm sao, là cái bản ngã nó sanh ra là tự nhiên nó có rồi à, nó biết được hết. Nhưng mà càng ngày càng lớn nó đâu có sao, con nít nó cũng vậy. Thí dụ thì nó 3 tuổi rồi, bắt đầu thí dụ nó biết bú rồi. Thí dụ giờ mình lấy mẹ nó đang mẹ đang cho con bú, giờ mình giành ha, mình lấy tay mình đè cái vú mẹ nó bên đây một cái là tự nhiên là nó ganh tị cái miếng ăn đó, nó trỗi dậy liền đó. Khi mà nó biết bú rồi, biết ăn ha, là bắt đầu nó dành ăn. Cái bản ngã là cái con người mình là cái bản chất sinh tồn nó vậy rồi, là nó giành giật liền. Thì từ cái tâm của mình á, mình tham thì trong cái đó gọi là tham sân si đó, bắt đầu là tự nhiên mình mất hết cái bản năng, cái người tốt của mình. Bởi con người thì mình sinh ra cái kiếp của mình nó còn trong trắng á, trong đó đó mình chưa biết gì, đương nhiên cái bản ngã mình nó rất là thông minh, cái con nít nó chưa nói được thôi à, nhưng mà nó thấy được ma nó à, thì kể vấn đề về vấn đề em bé ha. Rồi hôm nay nó cũng hơi rất là nhiều, cái bài này cũng là để chúng ta nghe về ban đêm ha, là kể chuyện cho nó vui thôi à, chuyện nó bên lề, nó cũng xung quanh về vấn đề cái môn mà tử vi ha. Đó, thì ông thầy nói là cái môn tử vi là nó nằm ở cái coi làm sao, rồi cái nghiệp cái kiếp của mình như sao. Bởi trong cái tử vi nó có cái sao kiếp sát ha, cái kiếp đó, ha. Nhưng mà cái sao kiếp sát đó là gì, ở trong tử vi nó không có giải cái vấn đề mà về cái kiếp mình là cái xác mình là nó nằm ở cung nào thì mình ảnh hưởng mặt nào nó nằm ở đó ha. Đó, thì cái kiếp sát thì chúng ta thấy lúc nào nó nằm ở cung bốn cung ha, dần thân thị hợi. Thầy muốn môn tử vi thì tại vì không có người coi ha, cũng không có người xem nhiều. Đôi lúc thì những người cũng biết thì nói thì hiểu, còn những người thì cũng không biết gì thì nói thì
là chúng ta cũng biết thì được cái kiếp sát của mình nó nằm ở bốn bốn cung dần thân tỵ hợi, thì những người mà tuổi dần tuổi thân tuổi hợi nó nằm ở tứ sinh đó, cái đó là nơi nó sinh ra đó, chúng ta sinh từ đó đó. Chúng ta một là cung dần, hai là cung tỵ, ba là cung thân, bốn là cung hợi. À, cung dần nó thuộc về là mộc, mà cung tỵ thuộc về hỏa, mà cái cung cung thân nó thuộc về kim, mà cung hợi nó thuộc về dự thủy. Mà cái kiếp đó thì chúng ta làm sao chết vì nước, chết vì kim là sao, bị dao găm súng đạn ha, bên đây là về lửa phỏng lửa thiêu, còn bên đây là mộc nó lại gì là sao, nó xét đánh cây đè ha, đủ thứ gì đó ha. À, chúng ta ha là ngộ độc thức ăn, ăn túng cái gì cộng rau cải gì đó chúng ta chết, ý thầy nói như vậy đó. Rồi cái kiếp mình nằm ở đâu, cung nó có nằm cung đệ ha, cung phúc đức ha, cung vợ con, là cái kiếp trước là mình biết gì rồi ha, cái kiếp này mình có có cái sau nào có thể tu giống không, ở kiếp trước mà tu mà tham nhũng quá ha, ăn hối lộ quá hay gì đó, hay là mất đức quá thì kiếp này lên đầu thai nữa, thì trong cái môn tử vi nó có cái gọi là cái sau kiếp sát ha. Nhưng mà cái kiếp sát thì theo những trong sách vở thì nói là cái sau đó là gì, là mổ xẻ, là chết chóc giết người, không phải vậy. Thầy đã nghiên cứu cái kiếp sát này nó nằm ở đó, là tứ sinh là coi được cái kiếp trước của mình ở đâu, nó là cái kiếp sát, là cái sát bây giờ, cái kiếp là tiền kiếp của mình. À, là mình coi kiếp trước mình là cái gì, là trong tử vi có rất là hay ha. Một cái môn tử vi là nó lựng rất là rộng mà rất là hay. À, thì cái môn này chúng ta học hoài, thầy mỗi học hoài cái môn này không thể nào mà học hết á. Học còn dài học dài, nó rất là rộng, nó rất là mênh mông, nó rất là thâm sâu ha. Hồi xưa thì nó khác, còn thời buổi bây giờ chúng ta thời đại nó khác thì chúng ta cũng phải nói làm sao để cho nó đúng ha. Ví dụ hồi xưa thì nói giống như cái cung con thì thí dụ nhầm người sanh 7 đứa, 8 đứa, cái chục đứa, mười mấy người. Còn giờ thí dụ như cái cung hỏi cung con giờ cũng y chang vậy, chúng ta coi đẻ thôi 10 đứa, làm như có đẻ 10 đứa. À, chúng ta kế hoạch quá gia đình hết rồi. Thì cái cung con là chúng ta có thể là kiểm soát được, hạn chế được. Hạn chế được, thí dụ như một con, hai con, nhầm người 4 đứa, 5 đứa là cũng nhiều rồi. Cũng bây giờ cũng 4 đứa, 5 đứa vẫn có. Thấy 4 đứa là cũng nhiều, cũng có bình thường. Đó, nhưng mà thấy 1, 2 đứa là nhiều. Còn hiện giờ là hình như là thay thấy là cái giới trẻ và nó không muốn sanh ha, một đứa là nhiều nữa. Đừng, Việt Nam mình bây giờ dân số già rất là nhiều ha, dân số trẻ bắt đầu nó sẽ lão quá đó. Đó, sau này người già thì nhiều đó, mà bắt đầu là cái giới trẻ không có là gánh nặng cho cái xã hội đó. Đó, nhà nước đang lo thì chúng ta đừng lo, qua chừng qua dân chính này bắt đầu nhà nước chứ ai đẻ là chúng ta đi lãnh tiền ha, nhà nước khuyến, nhà nước nuôi hết đó, tới đó thôi, chứ không phải hồi xưa là triệt sản, đẻ nhiều quá triệt sản. Rồi thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nó cũng nhiều rồi, khuya rồi, tối rồi. Thầy nói vấn đề diễn này tâm linh nhiều quá. Thì là ma quỷ nó cũng nhiều, chó nó sủa nhiều. Thầy nói vui thôi ha, chứ nó cũng không có vấn đề mà dụng ma quỷ đâu ha. Chó nó sủa ma quỷ, nó sủa khác ha. À, nó một cái khác. Còn chó mà nó sủa người thì nó khác. Chúng ta phải biết nghe tiếng. Rồi thầy Trung xin chào.